Bà thích nhảy ở đâu? Lũng hay cống trời? Không mấy mình nhảy đảo dừa đi ông. Ây ôi, tôi thấy chiếc xe rồi. Xe này ôm nhau được nè. Trời đất. Anh Tổ quá ơi, mình thì anh Tổ nói đại đi. Anh Tổ đừng giam bộ lấy xe nữa. Trời ơi. Trời ơi, là... kỳ lắm hả? Trời ơi, trời ơi. Quen gì đó. Trời ơi. Sao tôi ra không được vậy? Trời ơi là trời. Ủa không nhảy đâu à, cấm trời. Chứ không lẽ nhảy vào tim bà. Không lại buồn cười. Không đừng nhảy đâu mà. Ông nói sẵn là nhảy chi nữa. Cầm cái mà chim mới cá với cái chim mới kiến. Sao bà thích chim đó nhờ? Chim hả? Chim. Trời, cái súng gì mà ngộ vậy? Tên chim mới cá vậy? Bà này cứ cầm mấy cây súng chim này. Vô duyên quá à. Trời ơi. Thôi vãi. Trời ơi. Thôi trời. Ủa? Sao lụm đồ trời, mất hết trơn rồi. Chạy ra đó lụm còn mà. Nó không có cái hồn xác của tôi, nó không có hiện luôn á. Ủa? Gì vậy? Thính bên kia kìa bà ơi, thính này đâu phải. Thấy rồi, vô cái máy nè, cái máy mua nè. Giờ mua gì, tôi không biết mua gì đâu. Mua keo đặt chơi. Nhưng mà mua làm sao ấy, nó không có bán bông keo hay sao ông ơi. Mà có nhiều xu không bán? Ờ, à, tôi có 400 xu nè. Mua được chứ bông keo mà. Không có đủ, ủa không có chỗ. Là thông minh ghê. Đặt hai chai bông keo ra để mua một chai bông keo. Đặt ba chai bông keo ra để có chỗ trống mua một chai bông keo. Tôi cũng chịu bà luôn á.